Chiều cường rằm tháng 9, mực nước vượt báo động 3 đã làm nhiều tuyến đường ở thành phố Cần Thơ bị ngập. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, ngày hôm nay và ngày mai, mực nước tại các sông rạch trên địa bàn tiếp tục dâng cao và tình hình ngập nước sẽ còn tiếp diễn trong 1-2 ngày tới. Triều cường đã làm hàng loạt tuyến đường bị ngập nước như là đường Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Lê Thánh Tôn, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng và khu vực bến Ninh Kiều, có nơi nước ngập hơn nửa mét. Hoạt động tham quan du lịch của du khách tại bến Ninh Kiều và chợ nổi Cái Răng cũng đã bị gián đoạn. Trong khi đó, hàng loạt hàng quán, cơ sở kinh doanh của bà con trên các tuyến đường này tạm thời đóng cửa chờ nước rút. Nước tràn vào nhà, nhiều bà con phải tìm đủ mọi cách để ứng phó. Những ngày qua, triều cường xuất hiện vào giờ cao điểm cũng đã làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh. Các em phải dẫn bộ xe qua đoạn ngập nước, áo quần bị ướt. Những người lớn tuổi đi lại khó khăn thì được lực lượng chức năng hỗ trợ qua đoạn bị ngập. Triều cường kết hợp với lũ lên nhanh những ngày vừa qua cũng đã khiến nhiều diện tích lúa của người dân Đồng Tháp 10, tỉnh Long An đứng trước nguy cơ bị đe dọa. Một số tuyến đê đã bị dở, xảy ra sự cố tràn đê. Chính quyền địa phương và người dân khẩn trương các biện pháp để khắc phục và phòng chống. Đây là bờ bắc kênh 6.000 đường Cùng, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh. Hơn 10 ngày trước, do lũ lên nhanh kết hợp với triều cường và mưa tại chỗ đã làm dở một đoạn đê dài hơn 30 mét. Người dân cùng chính quyền địa phương khẩn cấp gia cố trong đêm, bảo vệ 124 hectare lúa đông xuân. Mặc dù địa phương đã khuyến cáo không nên gieo sạ tại các khu vực xung yếu để tránh thiệt hại, nhưng người dân vẫn mạo hiểm xuống giống do giá lúa cao. Hiện nay, một số điểm trên các tuyến đê bao vẫn có nguy cơ tràn, nước rò rỉ qua thân đê, khiến người dân phải liên tục bơm nước, giảm áp lực. Lúc đó là cái đê bao đó nó bể, nó lở rồi bà con cũng chạy tới rồi vận động bà con mua cây, rồi báo với ủy ban lên cho ba phà đất. Tới nay chứ cũng còn mấy cái đoạn nó hơi thấp, thì cũng vận động bà con mình có cái gì thì tiến hành làm tiếp. Còn tại xã Nhân Hòa, có đến 13 ô đê bao bị lũ đe dọa, thậm chí có nơi đã xảy ra tràn đê. Chính quyền địa phương thuê phương tiện và huy động lực lượng đắp đập tạm, gia cố các ô đê bao, bảo vệ an toàn cho tất cả diện tích lúa. Năm nay nước lớn quá, nó hơi cao, cao theo khoảng chừng 3 tấc nữa. Rồi nó tràn rồi nên báo về xã với huyện có xóa xuống để ngăn lại cái đập này. Chúng tôi đang cho cái lực lượng, huy động cái lực lượng để tuần tra kịp thời gia cố các đê bao và đồng thời chủ động các cái phương tiện, hợp đồng các phương tiện tại chỗ để chúng ta có những cái việc ứng phó kịp thời. Năm nay, Long An có hơn 9.000 hectare lúa đông xuân và thu đông bị lũ đe dọa. Mực nước lũ cao hơn cùng kỳ từ 6 đến 27cm. Dự báo mực nước đỉnh lũ năm nay tại các trạm đầu nguồn sẽ dao động từ 2m đến 3m2, đạt mức báo động 1. Chính quyền khuyến cáo người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và mực nước lũ, tuân thủ hướng dẫn phòng chống để bảo vệ sản xuất an toàn. Đồng thời cần rút kinh nghiệm, không gieo sạ tại các khu vực xung yếu đã được cảnh báo nhằm tránh thiệt hại. Đối với những người có thu nhập thấp, thì việc có được ngôi nhà là mơ ước. Chính sách cho vay nhà ở xã hội được nhà nước ban hành đã giúp cho người thu nhập thấp có được nơi để an cư. Sau nhiều năm mong mỏi, cuối cùng anh Đoàn Quang Quy cũng thực hiện được ước mơ của mình là xây được một ngôi nhà khang trang để thay thế cho ngôi nhà tạm lụp xụp vì xuống cấp. Để hiện thực hóa ngôi nhà mơ ước này, phải kể đến sự hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã xét cho vay tiền để xây cất nhà đối với người chủ yếu sống dựa vào đồng tiền ít ỏi từ việc mua bán nhỏ lẻ như anh. Nhà cũ đó rồi nó lụp sập, rồi như là nước lên, lúc mà nền nó thấp á, nước lên rồi nó ngập cái nhà. Cũng nhờ mà ngân hàng cho vay là vốn để mà cất cái nhà. Có được ngôi nhà khang trang là mong ước của người phụ nữ này. Thế nhưng nếu chỉ để dành và tiết kiệm thì quả là không biết đến bao giờ mới xây được căn nhà đàng hoàng để ở. Nhờ vay được 500 triệu đồng từ chính sách cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Lê Thị Bích Dân đã hiện thực hóa được giấc mơ của mình, xây được ngôi nhà của riêng mình. Trước đây thì hai vợ chồng em là ở nhà thuê. Nếu như mà không có cái gói vay này thì 20 năm sau tụi em mới cất được cái nhà. Đây là hai trong 454 trường hợp được vay theo chương trình cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm 2014 đến nay, với tổng dư nợ 146 tỷ đồng. Để giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận và thụ hưởng lợi ích từ chính sách này, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, nhà nước đã mở rộng đối tượng và tăng định mức cho vay.
Cụ thể, định mức cho vay được tăng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng. Mức vay vốn để mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân thì mức vay tối đa bằng 80% giá trị mua, thuê mua nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Đối với vay vốn để xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc là phương án sử dụng vốn vay, tối đa không quá 1 tỷ đồng. Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng số lượng người biết và tìm đến chính sách cho vay nhà ở xã hội hiện nay còn ít. Hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều người được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này để hiện thực hóa giấc mơ về nhà ở của mình, an cư mới lạc nghiệp. Hơn 78.000 căn nhà ở xã hội cũng sẽ được xây dựng đến năm 2030 tại Long An. Ủy ban nhân dân tỉnh này sẽ cân đối bố trí ngân sách tỉnh để tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Hiện tại, số lượng lao động trong các khu công nghiệp tại Long An khoảng 212.000 công nhân. Dự kiến đến năm 2030 sẽ tăng lên khoảng 305.000 công nhân. Đây là vấn đề tạo áp lực lớn về nhà ở tại một số địa phương công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Trong đó, nhu cầu nhà ở là một vấn đề cấp thiết lúc bấy giờ. Để đạt được chỉ tiêu đến năm 2025 là 22.500 căn nhà, giai đoạn từ năm 2026 đến 2030 là 48.750 căn nhà ở xã hội. Tỉnh sẽ lên kế hoạch cụ thể để phát triển chương trình nhà ở xã hội. Xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Tính đến giữa tháng 10, quy mô xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước vượt 610 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, 4 nhóm hàng đạt kim ngạch tỷ đô la Mỹ gồm máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, máy móc, dụng cụ phụ tùng, dệt may. Lũy kế đến ngày 15 tháng 10, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 315,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ nay đến hết năm, nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn như Mỹ và EU tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử, hàng tiêu dùng và dệt may. Những lô hàng dừa tươi đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã thông quan thuận lợi tại các cửa khẩu biên giới trên bộ. Cụ thể, tại cửa khẩu Hà Khẩu ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc, giáp với cửa khẩu Lào Cai Việt Nam, đã thông quan 2.700 trái dừa tươi Việt Nam có nguồn gốc từ tỉnh Bến Tre, tổng trọng lượng hơn 21 tấn, trị giá 110.000 nhân dân tệ, tương đương 15.000 đô la Mỹ. Còn tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan thuộc thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, hơn 22,4 tấn dừa tươi Việt Nam trị giá 98.000 nhân dân tệ, khoảng 14.000 đô la Mỹ cũng đã được thông quan vào thị trường Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên dừa tươi Việt Nam được thông quan qua cửa khẩu Quảng Tây vào Trung Quốc sau khi được cơ quan chức năng nước này cấp phép từ tháng 8 vừa qua. Cận kề 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, thị trường quà tặng cho phái đẹp thì luôn luôn nhộn nhịp với đa dạng các sản phẩm. Ngoài những sản phẩm quà tặng truyền thống thì những mẫu quà độc lạ có tính ứng dụng cao cũng đã được bày bán. Cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Kim Lụa để khám phá thị trường quà tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Cần Thơ. Không phải hoa, không phải gấu bông, không phải trang sức và cũng không phải mỹ phẩm, mà đây chính là những món quà đặc biệt trong dịp lễ 20 tháng 10 năm nay. Món quà hội tụ đủ sự tinh tế, bắt mắt và cũng chính là món quà của sức khỏe. Giỏ quà với thiết kế rau củ quả kết hợp với sen đá, đây là ý tưởng quà tặng khá độc đáo tại một cửa hàng kinh doanh rau sạch trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Và theo chủ cửa hàng thì nguyên liệu để làm nên giỏ quà được trồng và tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chí xanh, sạch và an toàn. Mỗi giỏ quà như thế này sẽ có giá dao động từ 300.000 đến cả triệu đồng. Bên cạnh đó thì những sản phẩm như là hoa tươi hay là những mặt hàng quà tặng truyền thống khác năm nay ghi nhận sức mua chậm hơn so với những năm trước. Do ảnh hưởng của mưa bão nên là nhiều nhà vườn cũng bị thiệt hại, lượng hoa cung ứng bị hạn chế nên giá hoa tăng khoảng 30% so với những dịp lễ khác. Ngoài hoa tươi thì hoa sáp hay là hoa nhũ cũng đã thu hút sự lựa chọn của nhiều người. Những bó hoa sáp, hoa nhũ có giá khoảng vài trăm ngàn đồng một bó tùy loại và tùy màu sắc. Hoa loại này thì thường để được lâu, bền màu và nhìn thì không khác gì hoa thật mà giá cả lại phải chăng. Tin về y tế. Số ca mắc sởi ở 19 tỉnh thành phía Nam vẫn đang tiếp tục gia tăng, chủ yếu ở độ tuổi từ 1 đến 10 tuổi. Thông tư từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã chú ý đã ghi nhận cả người lớn mắc sởi. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì số ca mắc sởi vẫn còn gia tăng, mặc dù đã hoàn thành việc bao phủ vaccine với các trẻ trong độ tuổi được rà soát. Nhóm từ 11 đến 17 tuổi mắc bệnh cũng đang tăng nhanh.
Còn tại thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ ghi nhận số ca sởi, sốt phát ban tăng đột biến. Như là tháng 9 năm ngoái chỉ ghi nhận 1 ca sởi nhập viện, còn năm nay là trên 100 ca. Không chỉ gia tăng về số ca mắc sốt phát ban và sởi mà tình trạng biến chứng nặng cũng đã xuất hiện. Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, mạng xã hội không chỉ là nơi giải trí mà còn là môi trường xuất hiện nhiều trào lưu tiêu cực, đặc biệt ảnh hưởng đến học sinh. Trước tình hình này, ngành giáo dục đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, giúp học sinh nhận diện và tránh xa những trào lưu nguy hiểm, ghi nhận tại thành phố Cần Thơ. Một hoạt động giáo dục bắt buộc tại trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, thành phố Cần Thơ. Từ chủ điểm, chủ đề bài học, giáo viên khéo léo lồng ghép giáo dục học sinh, nhận diện các trào lưu và thông tin độc hại từ mạng xã hội. Qua đó, không chỉ đạt được mục tiêu bài học, mà còn nâng cao nhận thức học sinh. Dạy cho em biết về những cái tác hại không tốt về những cái trend trên mạng xã hội. Không nên làm những cái việc trend mà mình nghĩ là không tốt và còn phải tránh xa. Thì theo từng cái chủ đề, thì có những cái chủ đề thì sẽ lồng ghép rất là thuận lợi. Tuy nhiên là cũng có một vài cái chủ đề thì ví dụ như là nếu như mà nó không phù hợp lắm thì cũng sẽ kết hợp với cái tiết sinh hoạt lớp để giáo dục các em, để mà các em nó nhận thức được đó là đâu là cái trào lưu tốt và đâu là cái trào lưu không tốt. Để bảo vệ học sinh trước các trào lưu nguy hiểm đang lan truyền trên mạng xã hội, các trường học ở thành phố Cần Thơ đã chủ động các giải pháp ngăn chặn, kịp thời phát hiện những xu hướng tiêu cực, đảm bảo an toàn cho học sinh. Phối hợp với phụ huynh để theo dõi các em, bên cạnh đó phát triển thêm những cái kênh thông tin truyền thông, những cái kênh mạng xã hội để tương tác với học sinh nhằm nắm bắt kịp thời những cái trào lưu hiện nay của học sinh khi các em tham gia. Chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục thì tăng cường cái công tác là tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đến toàn thể học sinh là tuyệt đối không bắt chước làm theo các cái trào lưu thử thách mà nguy hiểm trên mạng. Cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thì phải tích cực phối hợp với cha mẹ học sinh để mà cha mẹ học sinh đồng hành cùng với nhà trường nhắc nhở học sinh. Dù chưa ghi nhận trường hợp học sinh nào bị ảnh hưởng bởi các trào lưu trên mạng xã hội tại các địa phương như khó chào gió, bắt bèn, nhưng việc chủ động ngăn chặn từ sớm là rất quan trọng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho học sinh cần có sự phối hợp chung tay cùng gia đình nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn, bảo vệ an toàn cho học sinh. Hơn 125.000 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức đã được phát hiện bởi Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia trong 9 tháng của năm nay. 31 website giả mạo thương hiệu với mục đích lừa đảo được phát tán trên không gian mạng. Hơn 45.000 điểm yếu, lỗ hổng an toàn không tin tại các máy chủ, máy trạm, hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức, nhà nước. Về nguy cơ rủi ro mới, ghi nhận 12 lỗ hổng mới có thể gây ra các nguy cơ nghiêm trọng đến hệ thống thông tin. Tuy vậy, hiện nay vẫn còn nhiều đơn vị, bộ ngành, địa phương chưa thực hiện chia sẻ dữ liệu. Thanh tra Chính phủ đề nghị bỏ chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở để giảm chi phí cho người dân khi mà thực hiện cấp độ giấy phép lái xe. Cụ thể, tại kết luận thanh tra về trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Giao thông Vận tải, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, kết quả kiểm tra nồng độ cồn chỉ phản ánh tại thời điểm khám sức khỏe, không phải tại thời điểm điều khiển phương tiện. Do vậy, việc quy định xét nghiệm nồng độ cồn khi khám sức khỏe của người đề nghị cấp giấy phép lái xe là không cần thiết. Từ thực tế này, cơ quan thanh tra đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe tại Thông tư 24 năm 2015. Trong đó bỏ chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở. Báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, từ năm 2021 đến năm 2023, tính đơn giá hơn 35.000 đồng một xét nghiệm, thì chi phí người dân bỏ ra để xét nghiệm nồng độ cồn khi khám sức khỏe để cấp bằng lái xe vào khoảng 350 tỷ đồng. Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 10 giây, ghi lại cảnh một xe tải đang chạy thì bất ngờ chuyển hướng sang làn đường khác và vô tư chạy ngược chiều. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An cho biết đã nắm được thông tin. Bước đầu công an đã xác minh thời điểm xe tải chạy ngược chiều mà clip ghi lại diễn ra trong ngày 18 tháng 10. Khi tiếp nhận thông tin và qua hình ảnh clip,
Công an nhanh chóng vào cuộc và xác minh được chiếc xe tải, chủ xe ở tỉnh Bình Dương. Công an đang mời chủ xe làm việc, đồng thời xác minh tài xế điều khiển xe tải này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo đoạn clip, xe tải chạy ngược chiều tại thời điểm có rất nhiều người và phương tiện lưu thông. Nhiều người thấy nguy hiểm, phải lái xe di chuyển, nép sát vào giải phân cách. Vào tối qua, trên quốc lộ đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc thi công công trình đường tại đây. Vụ đầu tiên, theo người dân chứng kiến, xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang do một nam thanh niên điều khiển đang chạy hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi qua đoạn thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, thì bên phải đường có biển báo hiệu công trình đang thi công, nên các phương tiện phải chuyển hướng sang làn đường bên trái. Nam thanh niên cũng đã chuyển hướng theo và tông vào xe lưu đang chuẩn bị thi công lán nhựa mặt đường. Cú va chạm mạnh làm nam thanh niên té ngã xuống đường và bị thương nên được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xung quanh công trình lán nhựa đường không có đèn cảnh báo, cũng không thấy biển báo công trình thi công. Một vụ tai nạn khác xảy ra sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ và theo hướng đi ngược lại, đoạn thuộc địa bàn xã Thành Phú. Do né tránh công trình thi công lán nhựa, xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Bạc Liêu đã va chạm với xe ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang. May mắn không có thiệt hại về người. Hai vụ tai nạn này gây ùn ứ, xe di chuyển chậm kéo dài khoảng 1 cây số. Cồn Sơn thuộc thành phố Cần Thơ từ lâu được nhiều người biết đến là một điểm dừng chân không thể bỏ qua khi đến với đất Tây Đô. Nơi đây là một cộng đồng làm du lịch bằng chính những tài nguyên bản địa với cảnh vật yên bình của vùng quê, những chiếc bánh ngọn béo đặc trưng của Nam Bộ và sản phẩm du lịch từ chính những con vật gắn liền với người nông dân. Ở đây thì bà con luôn làm mới mình để phục vụ du khách trọn vẹn hơn. Những ai đã yêu quý Cồn Sơn chắc hẳn không còn xa lạ với con vật này. Thay vì chỉ nhìn ngắm nó từ xa, giờ đây những du khách nhí còn có thể cưỡi lên lưng và đi dạo cùng. Tuy nhiên đó chưa phải là những cái mới nhất của Cồn Sơn những ngày này, mà đây. Rồi khi chèo qua tay mình sẽ thẳng vậy, mình thấy chèo bị trên mình chụp xuống. Giờ những ngày đẹp trời khi hoàng hôn dần buông, cũng là lúc du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền kayak. Hoạt động thể thao này như một điểm nhấn mới cho chuỗi hoạt động trước đó, vốn nhẹ nhàng, bình yên như chính con người nơi đây. Hoạt động mới này thì rất là thú vị, rất thích hợp cho nhiều gia đình qua trải nghiệm, nhất là gia đình có mấy bạn nhỏ. Trước đây về với Cồn Sơn, tham gia trải nghiệm cả ngày, vui chơi thỏa thích, nhưng muốn nghỉ dưỡng phải về lại trung tâm Cần Thơ. Nhưng nay thì đã khác. Chắc hẳn không một du khách nào đến đây không khỏi ấn tượng khi được nghỉ ngơi trên một phương tiện đậm chất miền Tây như thế này. Chị Quỳnh Như, một người con của đất Tây Đô, vốn quen với sông nước, vậy mà nghe giới thiệu Cồn Sơn có dịch vụ nghỉ lại trên tàu, chị đã rủ bạn bè cùng gia đình đến trải nghiệm. Mình thì rất thích đi du lịch với cả nhà. Thì mỗi nơi mình đến nó có một cái vẻ đẹp khác nhau. Nhưng mà ở Cồn Sơn này lần đầu tiên mình trải nghiệm một nghỉ dưỡng trên một chiếc tàu này thì nó mang lại một cái mới lạ và cảm thấy rất là thú vị. Trước đây Cần Thơ thì nó chưa có dịch vụ này, thì bây giờ đưa dịch vụ này vô thì thấy nó cũng lạ. Các phòng ốc ở đây cũng tương đương với từ 3 sao đến 4 sao. Tuy nhiên, điểm cộng lớn nhất của dịch vụ nghỉ lại trên tàu này có lẽ chính là sự mát mẻ. Từ 4 giờ chiều trở về đêm, nền nhiệt tại Cồn Sơn luôn thấp hơn đất liền. Nguồn nước từ sông thổi vào khiến nơi này luôn dịu mát. Tận dụng lợi thế đó, bà con Cồn Sơn cho đóng tàu làm khách sạn. Đây là một cái sản phẩm đệm mà tôi nghĩ là chỉ trong vòng 6 tháng, nếu sản phẩm hoạt động tốt thì sẽ có nhân đôi và gấp 3, gấp 4 ngay lập tức.
sẽ có nhiều mô hình và nhiều tàu từ vị trí này dài cho tới khúc ở phía trong, và có thể có những cái hoa súng, có những cái độc đáo hơn nữa mà chúng tôi có thể là xây dựng gọi là thương hiệu Cồn Sơn ngày và đêm. Về đêm cũng là lúc du khách có thể cảm nhận rõ nhất không khí trong lành và bình yên của vùng đất này. Bên bờ sông, gió mát thổi vào, bạn bè, người thân lại quây quần bên bếp nướng ấm áp. Bà con Cồn Sơn vốn hiếu khách nên chắc chắn sẽ không thiếu những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn như thế này. Cứ thế, một ngày một đêm trọn vẹn ở Cồn Sơn lại tiếp tục níu chân du khách mỗi khi về dưới Tây Đô. Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trưa nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong khung giờ tin tức buổi chiều lúc 18 giờ.